một con. À, một con nghe nè em. Em ơi, thì thấy bắn đi. Một con rồi. Rồi bao xong cái gì vậy? Ê, ngay chỗ còn nãy em bắn rớt luôn. Rồi hai con. Ê, hai con rớt chỗ. Từ từ ông. Con gì có chừng ông. Gì hả? Hai con rớt chỗ luôn anh em. Được hai con tôi hú. Từ từ cái chừng ông đó mà. Má bây giờ tôi hú rớt ông gì nữa. Rớt đâu vậy? Một con kìa. Rồi một con. Còn con kia rớt chậm chậm đó luôn. Đem xuống cho, không sợ đâu. Anh dòm phụ em ấy. Giờ mong phụ em ấy. Được hai tổ hú nghe anh em. Sâu. Má ngán dữ trời. Trời nãy không im lặng để em lội trời. Sao nãy không im lặng để em lội, nói ông chi giờ nhát rồi nè. Gì? Im lặng để em lội anh lụm. À, không, cái đó còn lội gì nữa mà. Hai con nghe nè em. Chết một, con này còn sống mình ơi. Nè nè nè, em thấy lên nè, con này còn sống nè. Hai con rồi. Còn anh em ơi. Ngán quá. Hai con đậu ngay nhưng một nhánh một luôn. Con kia mới bắn xong tới này. Hai con. Đó, anh em thấy không? Dễ ăn không? Hai thằng kẹt lá bắn không được, tự nhiên con kia vừa mới gớt chỗ đó cái quay qua con này đậu ngay chỗ đó luôn. Ngay đó là xong liền. Giờ mò lên nè. Hai em. Ôi nãy giờ gặp nhiều lắm hả anh mình ha. Từ từ. Nó đây gác không anh em ơi. Nó đây gần biển. Nó dội vô. Nè. Trời ơi hai con đang chịch luôn mấy ba ơi. Con này mập hơn. Hai con này bự rồi. Ờ đen rồi. Á à, xè hả mày. Giải thoát giùm đây nè. Đây nè Minh ơi. Ừ cái dước luôn. Vô đây nè. Dễ yếu rồi. Rồi chết à. Chết rồi. Dây yếu anh em ơi, siêu không nổi. Sù gà bắn một cái nghe cái bùm luôn. Nè. À, hết bài rồi tới đây mới chết. Trời dây yếu rồi. Không siêu nổi. Chúng giữ ớt mà không siêu nổi. Dây chứ còn chính xác mà giữ ớt. Ê, chúc nhà ta nghe. Lụm lẹ. Chắc mấy loại đây nó ăn năng này nè. Ha. Nè. Loại đây năng này nè, nó ăn lúa này nè anh em. Không ơi. Chiên hả? Chiên hả? Loại đây nó ăn lúa này nè. Thì ra là mày chọn ấy chết. Tiếp tục. Rồi, ở trong bỏ lụm luôn đi. Má, con bị bẹp này chán thiệt chứ. Gớt kìa anh vô đâu xin đâu
Bắn ghế nè. Dạ dạ dạ. Làm sao còn vô được nè. Dạ. Rớt rồi. Đi đâu? Bên ơi. Ôi, mình ơi. Hay lắm mình. Để chơi 300 bánh luôn. 10 đồng đôi. Thôi trời, bắn gãy giúp cánh. Một con nữa anh em. Ăn ké nữa, ăn ké hả? Hay quá anh em ơi, con này sao cả giết mình kia và gớt con. Đẩy cây gớt. Ê, khỏi ăn luôn. Gớt thì sao vậy? Cổ kìa. Còn nữa anh em ơi. Từ từ cho nó gớt đi. Được hai con, càng được hai con. Rồi gớt rồi kìa. Ở đâu lại nập mạng vậy? À, em ủa đâu anh kia đâu à, được hai con hả à, cày đi hai con trời đứng bên sông hả anh con không phải non đâu thai long thai long không phải non đâu gụng nè chưa sớt nè. Gớt con nè. Đưa bụng em mày. Còn đủ hay gì. Hái gớt dính nhánh nè. Bồi nó gớt luôn. À, không thể nào gớt được. Hú tơ nghe nè. Đi có hú tơ. Rớt con này mày. Đưa con được. Đưa con này mày. Còn sống này nè mày. Rớt. Ủa đâu vậy? Ờ à, chết mày rồi. Ghê trời. Ngay đầu. Nè. Sầu cao bắn ngay đầu. Em bắn ngay đầu. Thấy anh em mình nè. Thấy rồi. Khôn quá. Ai anh em. Rồi xong luôn rồi đó. Một bẹp bẹp nè. Chết con bẹp này. Trời ơi 4 năm tôi hú bắn được con bẹp bẹp trời. À wow tiếc luôn. Trời.
băng cái máu mẹ nó nhiễu tùm lum luôn. Trời ơi nó nặng ông nội ơi, nửa ký á, má còn bịp xứng đáng vậy. À, bốn tù hú mà không ăn được nào, trời trời con bịp bịp ông nội mẹ ơi. À, trời anh em nhìn nè, cây ná sầu ca không xi nhê nào nó luôn nè, trời ơi cỡ này nè trời. Đấy ăn con nè. Rồi ngay đầu rồi, còn con bay hả? Rất con, còn con ở đâu? Làm được con em ơi, lụm trước đi, con bay đầu kể đi. Mày ngay đầu. Xin cái bịch anh Minh ơi, xin cái bịch. Bịch bự bự á. Ngay đầu. Nhìn con này nè mày. Rớt nè. Một con nè. Anh em thấy không? Số ca vừa hạn con đó anh em. Con đầu tiên của anh em mình rớt. Một con nè. Yeah. Cái hết ca nha mẹ. Đây. Còn một con nữa. Mà anh em mới túc nha. Con này chết rồi. Giữ ức. Bắn ngay chân thủy mà nên sao sống nổi. Ngay chân thủy luôn. Đây. Con bị tám này chắc sống nổi rồi. Sao xin được cái lỗ này trời. Rớt. Gãy cánh rồi đó. Đang nè. Không được con đen này khó ăn rồi. Từ từ từ. Rồi anh thử gãy cánh đi. Được con gãy cánh này, con đen đây. Đây con đen nè. Gãy cánh này nè. Ê, còn con bay thôi. Con gãy cánh rồi. À, bồi dở quá. Con này hết chạy rồi. Con kia sao rồi? Bác còn ngay đầu. Con này xong rồi nè. Dì thun em đứt rồi nè. Để anh. Rồi. À, thun đứt rồi nè. Đứt với anh. Xong rồi. Hai con. Hai con. Dễ ăn quá. Rồi lụm ra. Xe hả mày? Tôi hú mà không. Ngay đầu xin hay lắm, ngay đầu ngay đầu. Ngay
anh Minh ơi. Trời ơi. À, gợt đó. Rồi, thấy rồi. Đây nè anh em ơi, Sông Ca lội qua kiếm cái này anh em. Bắn một viên nó bay tới đây luôn nè. Chết mẹ rồi, sao bắn trời. Không mày nè. Hiện tại Sông Ca còn có 4 viên đạn thôi. Được. Nó đưa đầu nó còn sống nè. Nó phê rồi. À, đứng này không bắn được anh em ơi. Cái sát sức mà xuyên qua kẻ này hơi bị mấy khi nó dội đây nữa. Má sao trời. Sao anh Minh? Má chơi đều luôn. Chưa. Phải cho nó chết mới chụp được. Chụp nó bay thì sao? Hey. Anh nghe gì chưa? Hey. Anh nghe gì chưa? Còn 2 viên cuối cùng. 1 viên cuối cùng nghe anh em. Hết đạn rồi. Hết đạn thì mày cũng tay mày luôn rồi. Thấy chưa? Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi. À, Sông Ca bắn nó xuyên bắp bị đùi luôn. À, cái bà đây rồi đứng thấy nó gớt xuống. Chết rồi. Má nó xuyên quá. Con này bay không bảo đâu. Còn con trong rừng xài nữa. Gớt ngay đầu rồi. Rồi. Còn con trong rừng xài nè. Đâu rồi? Đâu đây nè. Gớt em một con. Ngay đầu rồi, cho dãy đi. Con này bự hơn nữa, đâu rồi? Đứng yên, bắt nè. Con anh Omi nè. Con. Bắn gấp. Rồi xong. Hai anh em được 2 con nữa anh em ơi. Ê. Gì vậy? Rớt Dũng ơi. Rồi Dũng ơi, từ Dũng ơi. À chết rồi. Chết rồi. Yeah, 2 con nữa anh em ơi. Chết. Hay lắm mình ơi. Đây. Có cây dài nè. Được 2 con. Một con ombi qua hại thêm 2 con này hả? Rồi ok nè. Lột, lộn mày. Đây lộn khỏe. Đẹp. Chừng đó, ê cây khô nha. Rồi. Đứng đó khỏe gọi đây. Vô vô nè, em hiểu đó. Ừ. À. Con bi hại con đổi 2 con à. Ừ, con bi nãy bay không biết đâu này, cứ gặp nữa vợ gì. À, đẳng chưa đi. Chưa. Đang đẳng kiếm, dít mạnh lên. Rồi chừng văng cái ná. Không có nào. Xuống được không? Đó, cái này đi. Rồi. Rồi ok. Ok. Rồi, tiếp tục anh em ơi, được 2 em. Đã. Này săn thú. Hả? Bữa nay không khá rồi. Không khá rồi, nay săn thú sướng. Ê, còn con nữa nè Minh ơi. Làm sao sống nổi anh Minh? Anh Minh! Anh ơi! Trời ơi! Trời Sông Ca lụm đá chọi tốc độ luôn. Rồi. Ba con. Trời ơi, chục đá chọi nha. Có đèn cài đó trời. Thấy chưa anh Minh, cảnh. Nè. Rồi thấy rồi. Rớt rồi, rớt luôn. Thấy. Thấy là rớt rồi. Thấy là rớt mẹ rồi.
một em nè. Hai ba con gì nè, giải cánh con rồi nè, rớt. Rớt con đó nè. Chết rồi, nó dính đó rồi. Rớt rồi. Đừng con nữa nè. Hai thằng nào kêu bánh. Còn con nữa. Đâu rồi? Tiếp. Được hai em. Này chứ gì ta? Con này con bố cá. Bố cá này, con này bố núi nè. Thấy không Minh? Thấy chưa Minh? Rớt con đó kìa em. Ngay nè. Rớt rồi, ngay đầu rồi. Ngay đầu rồi. Lại đây Minh. Con này chết rồi. Còn mấy con kia nó đảo vòng không à? Nó rượt nhau nè. Ngay đầu. Chắc xiên táo, ngay bóc. Con thứ hai. Gì là anh con em con hả? Ừ. Anh cảnh bắn con biên con hả vậy? Cảnh bắn con biên bẹp mà nó lộn chảnh nghe nó. Con. Trước đó. Chúng ta thấy con này nè. Con này chết. Con mà rồi một con hết cũ có. thấy rồi anh qua đi đi Minh, qua đây đi Minh. Rồi nó núp vô bẹ dừa. Rồi hai con mà núp lại. Xong rồi gãy cánh này leo nó phê. Thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Rồi xong luôn. Nó mới lú đầu lên rồi bắn té nữa rồi. Cái lý do mà sầu ca leo không được là sầu ca bị tai nạn gãy giò cái này nè. Nên không có bấu vô cây được. Nó sẽ té. Leo cây nhỏ thì có nhánh này được mà leo cây dừa thì không được, đặc biệt. Hồi lần có leo một lần mà lên chảnh chồm dục nó xuống lên bên đây. Có leo một lần mà sầu ca tuột xuống là xanh mặt mày luôn đó. Giờ được hai con. Kìa. Sáu lại kiếm kìa. À, ghê trời. Pha đầu tiên của hai anh em mình được hai con tô hú nha anh em. Cặp lắm. Dạ, cặp. Đây. Ghê trời, mình leo dừa như thánh vậy đó. Rồi, hai con đầu tiên. Rồi, một viên ngay bắn ngay ức nè. Còn viên ngay cổ. Nãy bò chúng gì không chết sao không nghe. Phủ lòng à. Rớt ngay đầu nghe anh em. Đây nè, vừa thay dây luôn, dính cái kìa anh em, ngay đầu. Hạn chế bắn anh em ơi, phôi. Ông không ngay đầu rồi, nó dãy thôi chứ nó đâu làm gì được. Đây nè anh em ơi, ngay đầu. Bay qua bay lợi hả mày? À gió ba. Bắn mày ba viên gió thôi chứ. Con này 10 đồng đuôi nữa rồi.
một cộng mà anh em. Ngay đầu ơi, đếm đuôi 2 4 6 8 9 10, biết ngay mà. Ngay đầu bạn lên đây hả con, xiên táo nữa nè mày, lại phôi lại ăn táo nữa mày. Cái đầu hụt. Yeah, cái đầu thì cái đầu thì hụt cho mày cơ hội thôi. Ngày táo đầu, ừ xe, xe mà. Này bắn, này bắn ngay đầu không à, đây con này nha. Bay ơi, bay ơi, rớt một mềm bẹp, con nữa, con nữa, rớt mềm bẹp dính đây à, con nữa, con ơi, con ngay đầu nữa, con ngay nữa. Rớt ngay đầu. Lại là SK, hãy lụm ngay cánh đó em ơi. Rồi được con nữa. Tôi ngay đầu chứ vậy gồ gồ, nhẹ ngay cánh. Trên đường về nhà mà được con đó em ơi. Rồi sẽ trả lời. Tiếp làm tiếp. Đi làm thêm vàng chảo chảo nữa cho đủ mồi anh em ơi. Rớt rồi. Này bắn tôi hú nha. Nhớ về đăng ký kênh của anh Sầu Ca Vlog. Sầu Ca Vlog.